sơ sinh từ 0 đến 6 tháng tuổi thường gặp phải tình trạng rối loạn tiêu hóa nhẹ. 55% đến 87% trẻ sơ sinh gặp vấn đề về tiêu hóa nhẹ với các triệu chứng khó chịu, nôn trớ, đầy hơi, tiêu chảy, quấy khóc không rõ nguyên nhân. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thành phố chuyển động. Quý vị thân mến, trong giai đoạn 6 tháng đầu đời, 55% trẻ sơ sinh thường hay có những biểu hiện như là quấy khóc không rõ nguyên nhân, kèm theo đó là những triệu chứng đi tiêu chảy, táo bón khiến cho các bậc phụ huynh vô cùng hoang mang lo lắng. Vậy nguyên nhân do đâu dẫn đến tình trạng này và làm sao để có thể cải thiện? Xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình hôm nay. Chào chị có thể cho biết là bé có những cái triệu chứng rối loạn tiêu hóa là gì và lúc đó thì chị có những cách xử trí ra sao ạ? Khi bé ăn bé bị ói hoặc là đi tiêu nhiều lần phân lỏng, chị xử trí như thế nào trong những trường hợp như vậy? Mình sẽ cho bé uống nước nhiều hoặc uống nước dừa mà cho miếng muối vô. Bé bú thì cũng lâu lâu hay bị ọc sữa. Và lúc đó thì anh xử trí như thế nào? Thì dỗ bé, nâng bé lên cao, vỗ lưng nhẹ và đưa đi khoa bác sĩ, khám bác sĩ. Bé bị táo bón đó chị, thì bác sĩ chỉ dẫn là mình xoa bụng cho bé. Quý vị và các bạn thân mến, để giúp cho các bậc phụ huynh tìm ra được giải pháp riêng khi mà con của mình bị rối loạn tiêu hóa, sau đây thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ và lắng nghe lời tư vấn của bác sĩ. Thưa bác sĩ, trẻ bị rối loạn tiêu hóa thường sẽ có những cái triệu chứng như là bị nôn trớ, rồi bị quấy khóc, tiêu chảy, táo bón v.v. khiến cho các bậc phụ huynh vô cùng hoang mang, lo lắng. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có một số các bậc phụ huynh nghĩ rằng việc rối loạn tiêu hóa sẽ tự khỏi và không cần phải có sự can thiệp của bác sĩ. Bác sĩ nghĩ sao về điều này ạ? Thường thì những cái trẻ nôn ói này có thể ói trong lúc bú hoặc là sau lúc bú. Và cái những nguyên nhân gây ói mà bệnh lý có thể là bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản hoặc là những rối những bệnh lý về dị dạng bị tập bẩm sinh của đường tiêu hóa, ví dụ như là teo thực quản, hẹp môn vị, hoặc là đối với bệnh lý nhiễm trùng tiêu hóa hoặc là bệnh lý nhiễm trùng ở nhiều nơi thì cũng gây cái triệu chứng nôn ói này. Khi mà trẻ bị nôn ói thì bà mẹ cần xử trí như thế nào? Và khi nôn ói, bà mẹ cần phải đặt cho trẻ nằm nghiêng sang bên trái và cho bé ói ra hết cái lượng sữa mà đã bú vào. Thì khi mình làm như vậy thì đúng động tác như vậy thì giúp cho trẻ sẽ không bị sặc vào phổi. Ngoài ra cái triệu chứng nôn ói này cũng có những trẻ thì lại có những cái triệu chứng tiêu chảy. Thì tiêu chảy có thể là do bệnh lý về nhiễm trùng đường tiêu hóa hoặc dị ứng sữa, hoặc là đôi khi có cái hội chứng gọi là kém hấp thu ở trẻ sơ sinh đối với sữa. Còn bón thì bón cũng là một cái triệu chứng rất là hay gặp, mà cái triệu chứng bón này là thường là do những trẻ bú sữa bình là chính. Thì cái chuyện bú sữa bình này thì có thể là do bà mẹ có thể là pha sữa đặc hơn so với cái sữa bình thường. Ví dụ như với một lượng sữa, một muỗng sữa thì mình pha với 30ml nước, thì có những bà mẹ thì hơn muỗng sữa một chút, thêm một chút xíu, nhưng mà lượng sữa nước thì chỉ có 30. Thì chính này mình cung cấp nước và cái lượng không đủ, mình có thể cải thiện được là mình pha đúng quy cách của sữa yêu cầu. Ngoài ra còn có các triệu chứng của rối loạn tiêu hóa thì gồm có cái đau bụng. Thì làm sao biết được trẻ bị đau bụng? Thì tự nhiên đột ngột bé tự nhiên khóc thét lên, co hai chân rúm lại vào bụng và bé cảm thấy rất là khó chịu, quấy khóc liên tục. Vậy nếu như tình trạng rối loạn tiêu hóa ở trẻ sơ sinh không được can thiệp để lâu dài thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với sức khỏe và sự phát triển của bé? Rối loạn tiêu hóa này là một cái biểu hiện bất thường của đường tiêu hóa. Thì khi mà rối loạn tiêu hóa này nó sẽ có sự tổn thương của niêm mạc ruột. Thì khi tổn thương niêm mạc ruột này sẽ làm cho cái sự hấp thu chất dinh dưỡng nó sẽ kém. Khi mà bị hấp thu chất dinh dưỡng kém mà kéo dài thì làm cho trẻ sẽ càng biến ăn hơn và càng ăn không ngon miệng hơn và trẻ sẽ bỏ bú. Và khi mà cái triệu chứng này, rối loạn tiêu hóa này không được chữa trị thì bé sẽ có biểu hiện sẽ là chậm tăng cân hoặc là đứng cân. Và phải tái đi tái lại nhiều lần sẽ làm cho bé rất dễ dẫn đến cái tình trạng suy dinh dưỡng do đứng cân và chậm tăng cân kéo dài. Nôn trớ, quấy khóc không rõ nguyên nhân vào thời điểm nhất định trong ngày, kèm theo tiêu chảy, táo bón, trứng bụng là hiện tượng xảy ra phổ biến ở trẻ nhỏ trong giai đoạn từ 0 đến 6 tháng tuổi. Mặc dù không được xem là bệnh lý, nhưng trẻ quấy khóc quá nhiều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các bộ phận khác trong cơ thể và chính tâm lý của trẻ. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến trẻ còi cọc, chậm tăng cân, chậm lớn so với các trẻ cùng trang lứa. Đáng lưu ý là khi sức khỏe của trẻ không cải thiện sẽ rất dễ gây ra tâm lý hoang mang cho bố mẹ, dẫn đến nhiều sai lầm đáng tiếc. Quý vị thân mến, với những trẻ bị rối loạn tiêu hóa thì cần phải có một chế độ dinh dưỡng đặc biệt như thế nào? Chúng ta hãy cùng gặp gỡ với bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng.
Thưa bác sĩ, trong giai đoạn 6 tháng đầu đời thì bé còn rất là nhỏ và khi bị rối loạn tiêu hóa ở nhà thì các bậc phụ huynh cần phải xử trí như thế nào ạ? Nếu nó là dấu hiệu của bệnh thì chúng ta phải đến bệnh viện ngay, chẳng hạn như bé nôn ói dữ dội, có những cái cơn co thắt hoặc là đi cầu ra phân có máu chẳng hạn thì chúng ta bắt buộc phải đến bệnh viện. Còn những cái trường hợp rối loạn tiêu hóa nhẹ thì thường là do cái hệ tiêu hóa của em bé chưa trưởng thành, thì lúc đó chúng ta có thể chọn những cái dạng thức ăn mà ở tuổi này thì là sữa, nó phù hợp với lại cái đường tiêu hóa của em bé, chẳng hạn như là sữa mẹ hoặc là những cái sữa mà nó có cái thành phần đạm whey là ưu thế với tỷ lệ khoảng 60-40, thì những cái đó em bé nó sẽ hấp thu được tốt, nó tiêu hóa tốt và giảm được những cái triệu chứng của rối loạn tiêu hóa, và đồng thời em bé nó cũng sẽ tăng trưởng rất là tốt. Và những can thiệp nếu có của bác sĩ trong trường hợp trẻ bị rối loạn tiêu hóa là gì thưa bác sĩ? Thì thông thường bác sĩ sẽ xác định được là cái nguyên nhân rối loạn tiêu hóa này là do vấn đề gì. Bởi vì ở tuổi này ví dụ em bé chưa đủ cái men để tiêu hóa cái đường lacto thì bác sĩ sẽ chuyển sang những cái sữa mà có giảm cái tỷ lệ lacto bớt. Chẳng hạn như là mình sẽ giảm đi chỉ còn 20% so với bình thường, thì như vậy em bé nó sẽ không có những cái triệu chứng của rối loạn tiêu hóa nhưng mà vẫn duy trì được một lượng lacto vừa đủ để cho cơ thể hấp thu được các chất, cũng như là sau này em bé nó tái tạo lại được cái men và nó sẽ thích nghi với lại những cái chế phẩm sữa về sau. Hoặc là nếu như bác sĩ xác định được đây là những cái triệu chứng của dị ứng sữa thì chúng ta phải đổi qua những cái sữa dành cho trẻ dị ứng, hoặc là cái trường hợp mà nhẹ nhàng hơn, tức là em bé không hấp thu được cái chất đạm do cái tiêu hóa chưa tốt, thì những trường hợp đó chúng ta có thể sử dụng những cái sữa mà thủy phân một phần, có nghĩa là cái đạm nó đã được thủy phân một phần rồi, đã được tiêu hóa một phần rồi, thì như vậy sẽ giúp em bé tiêu hóa tốt hơn. Trẻ sơ sinh với hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện sẽ khó tránh khỏi tình trạng không dung nạp được thực phẩm. Phần lớn hệ tiêu hóa của trẻ thiếu men lacta, giúp tiêu hóa đường lactose, một loại đường sữa, hoặc thiếu một số men khác gây khó tiêu hóa đạm sữa, hoặc do cả hai nguyên nhân. Trường hợp trẻ thiếu men lacta sẽ dẫn đến hiện tượng đường lactose không được thủy phân, khi đến đại tràng sẽ hút chất lỏng dẫn đến hiện tượng tiêu chảy, mất nước. Đồng thời lượng đường lactose không được dung nạp còn bị lên men bởi các vi khuẩn, sinh ra axit và khí dư trong bụng, làm chứng bụng đầy hơi, khiến trẻ khó chịu, quấy khóc. Hiện tượng này cũng xảy ra tương tự nếu trẻ không tiêu hóa được đạm sữa. Trẻ bị rối loạn tiêu hóa đặc biệt cần phải chú trọng đến chế độ dinh dưỡng. Vậy thì các bậc phụ huynh cần phải lưu ý những gì trong việc chăm sóc dinh dưỡng cho con em của mình trong giai đoạn bị rối loạn tiêu hóa thưa bác sĩ? Trước tiên thì mình biết là trong vòng 6 tháng đầu tiên là cơ thể đang thích nghi dần dần, các cái men của cơ thể đang được tạo ra dần dần, cho nên chúng ta phải tập cho em bé với những cái chế độ ăn mà nó phù hợp. Thì cái thức ăn mà phù hợp nhất thì thường là sữa mẹ, cho nên là chúng ta nên duy trì sữa mẹ nếu như mà có sữa mẹ. Trong những trường hợp mà em bé bị dị ứng thì có thể một số những thức ăn qua sữa mẹ cũng làm cho em bé bị dị ứng, thì lúc đó chúng ta nên tham khảo ý kiến bác sĩ xem là mẹ phải ăn kiêng hay không. Có thể chúng ta sẽ phải bớt đi một số những cái thức ăn gây dị ứng cho trẻ, chẳng hạn như là những cái sữa bò hoặc là một số những cái thực phẩm hải sản sẽ gây dị ứng. Thế còn trong trường hợp mà không đủ sữa mẹ hoặc là em bé sử dụng sữa công thức thì lúc đó chúng ta sẽ chọn cái sữa nó phù hợp với trẻ dưới 6 tháng tuổi để chúng ta cho trẻ sử dụng để đủ cái số lượng cung cấp hàng ngày cho em bé phát triển. Nhưng đồng thời cái số bữa bú cũng như cái số lần bú thì chúng ta cũng phải chú ý. Chúng ta không nên cho em bé bú một lần quá nhiều, em bé nó sẽ không hấp thu được hết và rất dễ xảy ra nôn ói. Chúng ta nên chia nhỏ cái bữa ăn tùy theo cái khả năng dung nạp của em bé. Bú xong thì chúng ta nên chú ý là cho em bé nó ở hơi. Ngoài ra thì chúng ta cũng nên chú ý có một số những cái biện pháp hỗ trợ. Chẳng hạn như là em bé này nếu chúng ta không phơi nắng đầy đủ, em bé bị còi xương thì sẽ vặn mình, sẽ ngủ không ngon và như vậy thì cũng rất là dễ nôn ói và ăn uống cũng sẽ kém. Cái thứ hai là chúng ta cho bú một cái lần quá nhiều thì em bé cũng sẽ không dung nạp được, dễ bị nôn ói. Hoặc là chúng ta lại cho bú theo giờ thôi, mà chúng ta không cho bú theo nhu cầu của em bé thì đôi khi cũng làm rối loạn những cái giờ giấc ăn uống cũng như sinh hoạt. Thì đó là một số những cái cơ bản về chăm sóc, về dinh dưỡng. Và có một cái chú ý nữa cho các quý vị phụ huynh là chúng ta không nên cho ăn dặm quá sớm. Bởi vì đường tiêu hóa của em bé nó chưa đủ men, cho nên nếu chúng ta cho ăn dặm trước 4 tháng thì chắc chắn em bé nó sẽ bị rối loạn tiêu hóa. Cải thiện tình trạng rối loạn tiêu hóa ở trẻ trong 6 tháng đầu đời bằng cách ưu tiên cho trẻ bú mẹ và cho trẻ bú đúng tư thế. Xem lại khẩu phần ăn của mẹ để tránh trường hợp bé bị dị ứng thực phẩm. Cho trẻ sử dụng sản phẩm dinh dưỡng có công thức đặc biệt gần giống sữa mẹ với tỷ lệ đạm whey casein là 60-40, hàm lượng đường lactose còn duy trì khoảng 20% giúp trẻ dễ hấp thu.
Đây cũng là biện pháp chủ động phòng tránh rối loạn tiêu hóa ở trẻ, đảm bảo giúp trẻ hấp thu đầy đủ các dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển toàn diện trong những năm đầu đời. Mặt khác, các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng có công thức đặc biệt cũng cần phải đảm bảo cung cấp đầy đủ DHA theo khuyến cáo của FAO, WHO, bổ sung 34mg ARA và 17mg DHA trên 100kcal giúp bé phát triển trí não tốt hơn. Xin được cảm ơn bác sĩ với những thông tin vừa rồi. Quý vị khán giả thân mến, hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp cho các bậc phụ huynh trang bị thêm những kiến thức cần thiết để chăm sóc con em mình trong giai đoạn 6 tháng đầu đời và đặc biệt là cải thiện được tình trạng rối loạn tiêu hóa ở trẻ, giúp cho con em chúng ta có thể bắt kịp đà tăng trưởng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.